Hôm nay em sẽ đi quay một cái miếng đất mặt tiền đường bê tông view suối xã ấp Suối Râm, xã Xuân Quế, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. Lô đất mặt tiền đường bê tông có 300 mét thổ cư, tổng diện tích là 5 sào 7. Mặt tiền đường bê tông này nó là 57 mét. Anh chị mình cố gắng mình theo dõi video clip này. Em sẽ quay cận cảnh cũng như là chi tiết từ đầu đến đuôi lô đất này luôn cho anh chị mình xem ha. Lô đất này thuộc ấp Suối Râm, xã Xuân Quế, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai, ngay khu dân cư có nhà cửa luôn nha anh chị. Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh thông tin bất động sản của khu vực huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong một video mới tiếp theo. Và quý anh chị mình đừng quên nhấn nút đăng ký kênh phía bên dưới để theo dõi những video mới nhất mà kênh thông tin nhà đất huyện Cẩm Mỹ vừa mới cập nhật. Đồng thời mình bấm thêm biểu tượng chuông kế bên cạnh để nhận được thông báo khi mà em có quay một video clip gửi lên thì anh chị mình có thể biết được và mình theo dõi được anh chị ha. Thì ngày hôm nay thì tiếp tục em sẽ đi quay review chia sẻ đến anh chị một cái lô đất vườn tại ấp Suối Râm, xã Xuân Quế, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. Trong mấy ngày qua thì em tập trung em bán khu vực này tại vì hiện tại khu vực Xuân Quế và sông Nhạn là tâm điểm sốt đất của huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. Vị trí này là vị trí mà trung tâm, rất gần với sân bay quốc tế Long Thành, rất gần thành phố Hồ Chí Minh cũng như là rất gần quốc lộ 1A cao tốc. Nói chung là ở đây là một cái vị trí rất là thích hợp, rất là tiềm năng. Thì hiện tại thì đây cũng quy hoạch cái khu công nghiệp là Xuân Quế, sông Nhạn nên rất là nhiều nhà đầu tư tìm về đây, họ săn lùng mua đất ở đây. Thì em cũng chạy qua đây và tìm những cái lô đất chính chủ hoặc là những lô đất mà do dân địa phương ở đây bán luôn. Thì hiện tại thì đây có một cái lô đất là do dân địa phương ở đây bán và chưa qua đầu tư, chưa bán qua ai luôn. Đó là cái vườn chôm chôm ngay trước mặt anh chị nè. Mặt tiền đường bê tông 57 mét. 57 mét mặt tiền đường bê tông này nè. Lô đất này có tổng diện tích là 5.743 mét vuông. Nói chung là khoảng 5 sào 7 đó anh chị. 5 sào 7 nha anh chị ha. Rồi 5 sào 7 có 300 mét thổ cư. Thực sự mà nói đất vườn Xuân Quế mà nói mà kiếm được một lô đất mà vườn mà có thổ cư ít lắm chị. Phải nói rất là hiếm luôn. Tại vì khu vực ở quanh đây là đa số là vườn cao su không. Có một ấp dân cư 57 ấp Suối Râm này là có đất bán thôi. Xung quanh đây là cao su không. Nên cái diện tích mà đất bán ở đây rất là ít chứ không có nhiều. Mà đất bìa suối á anh chị, bìa cao su đó, đâu có thổ cư đâu. Nhưng mà ở đây miếng này có thổ cư. Đặc biệt là miếng này có thổ cư. Đây là khu vực khu dân cư mà anh chị. Ngay mặt tiền đường bê tông này nè. Đó, đây là điện nè, điện ba pha nè, chị thấy không? Điện ba pha từ đây nè. Mà đi ra ngoài đường dầu dây sông Nhạn á là đường nhựa á, đường dầu dây đi sông Nhạn á. Đó, sông Nhạn đi dầu dây chứ. Từ đây ra đó khoảng như là đâu đó là khoảng chưa tới như mấy trăm mét hình như là khoảng đâu 600 mét thôi. 5-600 mét gì đó, đi thẳng hướng này nè, ra đó. Đi thẳng một đường thôi, ra đó là đụng ngay cái đường nhựa là dầu dây đi sông Nhạn. Đó, khoảng 500-600 mét thì thôi, tức là gần chưa tới 1 cây số đâu. Đi thẳng ra đó, đụng ngay cái đường nhựa đó, chúng ta rẽ phải là ra ngoài khu công nghiệp dầu dây, ra ngoài quốc lộ 1A ngã tư dầu dây đó anh chị, tỉnh lộ 769 luôn. Từ đây ra đó, từ đây mà ra ngoài khu công nghiệp dầu dây ở quốc lộ 1A là khoảng 8-10 km. Còn chúng ta rẽ trái là chúng đi về sông Nhạn, đi về Cẩm Đường, Long Thành, về sân bay quốc tế Long Thành là khoảng 18-20 km. Từ đây về thành phố Hồ Chí Minh đi cao tốc là khoảng là 65-70 km, là đi khoảng 1 tiếng à. Tiếng đồng hồ là tới rồi. Đó, đây có cái tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành dầu dây nó nằm ở khúc này luôn. Chỉ nhưng mà chỗ này nó không có đường dẫn. Rồi tuyến cao tốc dầu dây Phan Thiết nó nằm hướng bên này. Nằm hướng bên này nè anh chị nè. Đó, nhưng mà nó không có đường dẫn xuống nha. Nhưng mà muốn đi ra lên cao tốc là phải ra quốc lộ 56 hoặc là đi về ngay chỗ ngã tư dầu dây đó, có cái đường vòng lên. Nói chung từ đây ra ngã tư dầu dây đi chừng 10 phút là tới à. Đó, ngay chỗ đó là có cái điểm nút giao dầu dây cao tốc dầu dây Phan Thiết nằm ngay khúc ngay chỗ dầu dây đó anh chị. Rồi anh chị leo lên cao tốc về thành phố Hồ Chí Minh. Nói chung từ cái vị trí này mà về thành phố rất là thuận tiện luôn. Mà về sân bay cũng rất là thuận tiện nữa, mà đi về quốc lộ 56 thành phố Long Khánh, từ đây mà xuống thành phố Long Khánh thì có cũng mười mấy 20 cây số gì thôi à. Nói chung ấy là một cái vị trí phải nói là rất là tiềm năng luôn anh chị.
Đó, anh chị mình có thử tìm kiếm ở trên Google Map là xã Xuân Quế, ấp Suối Râm, xã Xuân Quế, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. Đó là anh chị có thể đo được từ vị trí đó đi tới những cái vị trí trung tâm xung quanh nó khoảng là bao xa. À, vậy đó là anh chị biết liền. Rồi, ok. Bây giờ em tiếp tục, không nói vòng vo nữa. Em sẽ tiếp tục chia sẻ thêm chi tiết thông tin của lô đất này luôn nha. Đây là một cái miếng đất mà chưa qua đầu tư luôn, chủ dân địa phương tại đây luôn. Cái vườn chôm chôm ngay trước mặt anh chị nè. Đó, anh chị thấy không? Đó. Thì nãy thì em có nói sơ sơ qua về cái vị trí tiềm năng để anh chị mình hình dung được có nên bỏ tiền đầu tư vào khu vực này hay không. Đó, thì bây giờ là tiếp tục em chia sẻ chi tiết cái lô đất này. Thì nó nằm ngay cái vị trí của nó là, thực sự đây là hồi trước á, là đất của gia đình, một miếng lớn, một như một mẫu bãi gì đó, sau này chia cho con cháu, nói chung cũng không có làm ranh giới cụ thể nữa. Khúc trên kia thì có làm ranh giới cụ thể, nhưng khúc này thì tính từ đây nè. Đó, từ cái cây sạc cừ kép này nè, đi thẳng xuống dưới suối luôn. Đó, thẳng xuống dưới kia. Đó, mặt tiền là từ ngay góc này mà đi qua đây, xuống dưới đây là 57m mặt tiền nha. Đó, này 5.734 hay 43 mét vuông gì đó, nói chung là khoảng 5-6-7. Rồi, cái giá em báo luôn cho anh chị luôn, khỏi phải chờ đợi lâu nha. Cái giá 6.380.000.000. À, lô đất này là 6.380.000.000 nha anh chị nha. Thì chia ra xào nó khoảng đâu 1 tỷ, hơn 1 tỷ xào gì đó. Nói chung là khu vực ở quanh đây đây là người ta bán tầm trên dưới 1 tỷ xào hết rồi anh chị. Nó sông Nhạn là có khi có những chỗ 2 tỷ, sông Nhạn giáp ranh đây 2-3 tỷ một xào. Đó, Long Thành thì còn mắc hơn nữa, đây sát Long Thành luôn mà. Đó, thì cái khu vực đây là giá chung ở đây là trên dưới 1 tỷ, 800 có, 900 có, 1 tỷ, tỷ 1, tỷ 2 có. Đó, thì cái miếng này nó khoảng, đâu đó khoảng tầm tỷ 1 hay sao đó. Đúng rồi đó, anh chị mình chia ra đi. 5.743 mét vuông, mà giá là chốt không thương lượng là 6.380.000.000. 6.380.000.000 là giá đó, là giá chốt luôn, giá không có thương lượng nữa, giá chủ kêu sao bán vậy luôn. Đó, anh chị nào mà muốn thương lượng, muốn trả giá gì đó thì vô gặp chủ, em cho gặp chủ thôi, xong rồi thì xin bớt bao nhiêu đó tùy. Còn giá này là báo là giá chốt luôn, giá không thương lượng nữa. Rồi, ranh giới nó tới đây, nó tới đây là nó hết đường, hết nè. Đó, ngay chỗ cái hàng da bụt này nè, thì thẳng xuống dưới kia luôn. Nói chung lô đất này nó bằng thẳng vuông vức luôn. Nói chung nó chỉ hơi dốc ở ngay chỗ đoạn suối thôi, tại vì sau nó có một cái view suối rất là đẹp luôn, suối rất là trong luôn, nước quanh năm luôn anh chị. Lát em sẽ ra sau em quay suối cho anh chị mình xem nha. Đó, thì ở đây nó chạy thẳng xuống dưới đó. Rồi mặt tiền ở đây, góc kia nó cũng chạy thẳng xuống luôn. Nói chung là lô đất này nó không có bị xéo góc xéo cạnh cong gì nhiều đâu. Nói chung là nó là mặt trước thì nó hơi mặt trước mặt tiền này nó hơi cong cong xíu thôi. Rồi đây là cái đâm thẳng một đường, thẳng góc xuống dưới suối luôn. Bây giờ em xuống, em sẽ đi vô trong đất em quay, rồi quay cái suối cho anh chị mình xem luôn nha. Rồi, bây giờ em sẽ đi vào trong vườn để quay cận cảnh ở trong vườn cho anh chị mình xem. Thì chung là cái vườn này lá chủ yếu là vườn chôm chôm thôi, chứ cũng không có gì hết trơn á. Đây có một cây này là cây vú sữa nè anh chị nè. Rồi, đây là vườn chôm chôm. Thì ranh giới thì nó nằm đây, đi thẳng xuống dưới kia. Nói chung đây có cái đám cao su nhỏ nhỏ thôi. Nói chung ở đây là khu dân cư nha, chứ không phải là bị cao su đâu. Nói chung là anh chị thấy không, xung quanh đây là nhà dân đầy đủ hết luôn. Đó, chẳng qua đây có điện, có cái đám cao su nhỏ xíu vậy thôi, chứ không phải là đất bìa cao su đâu anh chị. Đó, đây khu dân cư. Anh chị mình liên kết nối Zalo với em qua số điện thoại là 0935605866. Em sẽ chia sẻ cái vị trí cũng như là gửi sổ cho anh chị mình xem, hình dung được miếng đất này nó như thế nào anh chị ha. Thì đây, đó, giờ đi xuống đây. Chung miếng đất này đất vườn chôm chôm nha anh chị ha. Chính là chôm chôm thôi, chứ không trồng gì hết. Đó, ranh giới nó xuống đây. Rồi em xuống đây em sẽ quay cho anh chị xem cái suối nha. Suối rất là trong, rất là đẹp luôn. Đó, ngay cái đám chôm chôm. Thì khúc ở phía sau đuôi á, là nó có hơi dốc nha anh chị. Có nghĩa là ngay chỗ suối á, là nó hơi dốc. Còn ở trên đây thì nó bằng nè, anh chị thấy không? Khúc trên đây là nó bằng thẳng luôn. Đó, bằng vậy đó, không có dốc gì hết. Nhưng mà khúc đuôi thôi. Có đoạn cuối khúc đuôi ngay chỗ suối là nó dốc thôi. Đó, giờ em xuống quay suối cho anh chị xem nha. Đây, thì ranh giới là nó ngay chỗ này. Đất này có 300 mét thổ cư anh chị. Ở đây mà kiếm đất thổ cư hơi khó đó. Này, suối đây, dọc đây, dọc theo bờ suối đây nè, anh chị thấy không? Đó, suối trong lắm anh chị.
Rồi em quên, em nói cho anh chị xem, em biết luôn là cái chiều sâu của nó là 87m nha anh chị. 85m, em nói nhầm. Chiều sâu là 85m. Ở sau là nở hậu là 100m. Cong theo chiều suối. Ở phía đuôi là 100m. Còn ngang là 57m mà chiều sâu là 87m. Còn ở phía sau suối là nở hậu ra là 100m. Anh chị thấy suối nè. Thấy suối nước trong chưa? Đó. View suối đất Cẩm Mỹ, xã Xuân Quế, view suối ấp Suối Râm. Anh chị thấy không? Suối kìa. Trời ơi. Đã chưa? Nước trong còn hơn là gì nữa nè, anh chị thấy không? Đó, bây giờ suối ở đây á, bây giờ đây là chương trình nông thôn mới á, không có một cọng rác luôn. Rồi nói chung là không có chuyện mà nói nuôi heo hay là nuôi gà gì mà thải phân gì làm ô nhiễm nguồn nước đâu. Bây giờ là rất là, giờ là chương trình nông thôn mới làm rất là chặt chẽ trong cái vấn đề vệ sinh môi trường, nên bây giờ trở lại cái thiên nhiên trong lành mát mẻ đó. Anh chị thấy không, nhìn suối thích liền. Đây nó hơi dốc chút xíu nha anh chị, nói chung là có dốc nhưng mà không đáng kể đâu. Đây đi lên chút, trên đó chút xíu là trên đó là nó bằng rồi đó. Trên này có trồng nấm tre đồ này kia. Rồi ok, anh chị nào quan tâm lô đất này thì liên hệ cho em qua số điện thoại là 0935605866. Xin cảm ơn anh chị đã dành thời gian theo dõi video này. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong một video mới tiếp theo của kênh thông tin về đất miền Cẩm Mỹ tỉnh Đồng Nai.